Cuối năm 1959, theo tiếng gọi của Tổ quốc, đoàn cán bộ đi bê đầu tiên đã bí mật lên đường để tăng cường chi viện cho chiến trường miền Nam. Đó là hành trình bí mật, không biết trước được thời gian đích đến. Chỉ chắc chắn rằng, đó là nhiệm vụ vinh quang mà hàng trăm đoàn cán bộ từ miền Bắc tình nguyện âm thầm vượt Trường Sơn và Nam chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất non sông. Trước khi lên đường, theo yêu cầu, mọi kỷ vật tư trang cá nhân của họ đều được gửi lại Ủy ban Thống nhất Chính phủ. Những hồ sơ kỷ vật đó được đặt tên là hồ sơ kỷ vật của cán bộ đi bê. Đến nay, hồ sơ kỷ vật của cán bộ đi bê luôn là minh chứng về một giai đoạn hào hùng của dân tộc, gắn liền với số phận của những cán bộ chiến sĩ đã không tiếc máu xương hy sinh vì Tổ quốc. Nhân kỷ niệm 60 năm đoàn cán bộ đi bê đầu tiên lên đường vào Nam theo tiếng gọi của Tổ quốc 1959-2019, kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng và đón Xuân Kỷ Hợi, Truyền hình Quốc hội Việt Nam trân trọng giới thiệu chương trình đặc biệt Xuân Ước Vọng để nhắc nhớ một thời hừng hực khí thế của những chàng trai cô gái đang ở lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời, tình nguyện bỏ lại tất cả phía sau để lên đường vào chiến trường B. Với nhiều điểm cầu trực tiếp từ Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, chương trình là lời tri ân với những hy sinh của các anh hùng đất nước, là ước vọng về ngày đoàn viên hội ngộ, ước vọng về một mùa xuân mới, về hạnh phúc và hòa bình. Chương trình được phát sóng trực tiếp từ 17 giờ đến 21 giờ Chủ nhật ngày 3 tháng 2 năm 2019 trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Mời quý vị và các bạn đón xem.